Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huy Lê Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi không cài mặc định được máy in, lỗi 0-00709 và không in được trong Excel mặc dù là trong Word chúng ta vẫn in được bình thường. Để xử lý lỗi này, ta sẽ làm như sau. Trên màn hình desktop, các bạn nhấn đồng thời hai phím, phím Windows và phím R để mở hộp thoại Run. Các bạn có thể quan sát trên video. Khi hộp thoại Run xuất hiện thì các bạn gõ chữ regedit vào trong đây và ta sẽ kích OK để chạy cái trình quản lý khóa của Windows. Khi cửa sổ xuất hiện, các bạn kích vào khóa HK Current User đây. Tiếp tục ta sẽ tích vào đây chỗ Subway. Sau đó ta sẽ chọn vào Microsoft để tích vào cái mũi tên đằng trước đấy. Sau đó ta kéo xuống tiếp. Ở trong cái Microsoft thì chúng ta sẽ chọn cái Windows LT. Đây. Ta kích vào. Và ta chọn tiếp Current Version. Để khắc phục các lỗi như đã nêu ở trên thì ta sẽ thay đổi cài đặt permission ở ba cái khóa. Đó là khóa thứ nhất là device, khóa thứ hai là khóa print port, đây tôi mở rộng print port đây này. Và khóa thứ ba là khóa Windows. Tuy nhiên thì thông thường ta chỉ cần thay đổi cái permission trong cái khóa Windows được. Để thay đổi ta kích chuột phải vào cái khóa đấy, sau đó chọn permission. Cửa sổ hiện lên, phần trên ta không quan tâm, ta lưu ý phần dưới full control này, ta sẽ kích tích vào chỗ dưới allow này, sau đó apply và ok. Đấy. Sau khi cài đặt permission xong cho phần Windows thì các bạn sẽ reset lại máy và ta vào cái phần máy in, ta chọn mặc định bình thường. Nếu không được thì ta mới thay đổi cái permission cho device và print port thôi. Tôi xin nhắc lại là sau khi các bạn cài đặt xong như ở trước thì chúng ta phải reset lại máy, tức là chúng ta khởi động lại máy thì khi đó chúng ta mới cài đặt mặc định máy in và in ở trong Excel. Thì đó là video hướng dẫn sửa lỗi không cài đặt mặc định được máy in, lỗi 0-00709 và không in được trong Excel. Đề nghị các bạn kích nút đăng ký để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.